Cô chào các em học sinh khối lớp 5. Chúng ta cùng nhau vào tiết toán các em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học ôn tập về số thập phân, sách giáo khoa trang 150-151. Đến với ôn tập về số thập phân, kiến thức chúng ta cần đạt được là 1. Biết cách đọc, viết số thập phân thông qua bài số 1 và 2 trang 150. 2. Biết viết số thập phân và phân số dưới dạng phân số thập phân, tỷ số phần trăm thông qua bài 1, 2, trang 151. 3. Biết cách viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân thông qua bài 4A ở trên và bài số 3, trang 151. 4. Biết so sánh, xếp thứ tự các số thập phân. Bài 5 ở trên và bài 4 bên dưới, trang 151 các em nhé. Cô mời các em cùng nhau bước vào hoạt động thứ nhất, ôn tập đọc viết số thập phân. Để nắm được cách đọc viết số thập phân, chúng ta cùng nhau ôn lại cấu tạo của số thập phân qua một ví dụ. Cô có số thập phân 275,806. Các bạn còn nhớ số thập phân này gồm mấy phần không? À đúng rồi, mỗi số thập phân bao giờ cũng gồm hai phần là phần nguyên và phần thập phân. Trong số 275,806, phần nguyên là 275, phần thập phân là 806. Phần nguyên và phần thập phân được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. Trong phần nguyên, ta có các hàng giống như các hàng của số tự nhiên như hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, vân vân. Còn trong phần thập phân gồm các hàng, hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, vân vân. Vậy, số thập phân trên bao gồm 270, 5 đơn vị, 8 phần mười, 0%, 6 phần nghìn. Vì thế, khi đọc hay viết số thập phân, ta cần đọc và viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp. Đầu tiên là phần nguyên, dấu phẩy, sau đó là phần thập phân. Các bạn hãy vận dụng kiến thức vừa ôn để làm bài tập sau nhé. Cô mời các bạn đến với bài tập số 1 trang 150. Đọc số thập phân. Nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đó. Cô mời các bạn xác định yêu cầu của đề. Cô mời các bạn hãy thực hiện theo yêu cầu với 4 số thập phân đề bài cho. Các bạn hãy đối chiếu với đáp án của cô nhé. Các bạn vừa ôn cấu tạo số thập phân, đọc số thập phân, các bạn nêu được phần nguyên, phần thập phân và giá trị của mỗi chữ số trong số thập phân đề bài đã cho. Nào chúng ta hãy cùng nhau sang bài số 2, trang 150 là viết số thập phân nhé các bạn. Cô tin chắc rằng tất cả các bạn đều viết đúng 3 số thập phân mà đề bài yêu cầu. Mời các bạn cùng kiểm tra nào. Số thứ nhất, 8,65. Số thứ hai, 72,493. Số thứ ba, 0,04. Cô chúc mừng tất cả các bạn viết đúng được 3 số thập phân nhé. Qua hai bài tập 1 và 2, chúng ta đã ôn tập về cách đọc và viết số thập phân. Cô mời các bạn sang hoạt động 2, ôn tập viết số thập phân và phân số dưới dạng phân số thập phân, tỷ số phần trăm. Cô mời các bạn đến với bài số 1, trang 151. Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân. Đề bài yêu cầu các bạn viết dưới dạng phân số thập phân. Vậy thế nào là phân số thập phân? Phân số thập phân là những phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, vân vân.
Cô mời các bạn làm bài vào vở. Chúng ta cùng nhau sửa bài. Bài A, các bạn viết số thập phân dưới dạng phân số thập phân. 0,3 bằng 3 phần 10. 0,72 bằng 72 phần trăm. 1,5 bằng 15 phần 10. 9,347 bằng 9.347 phần nghìn. Các em lưu ý, số thập phân ở phần thập phân có đến hàng phần 10 thì phân số thập phân mẫu số là 10. Số thập phân phần thập phân có đến hàng phần trăm thì phân số thập phân có mẫu số là 100. Các bạn đã làm đúng hết bài A chưa nhỉ? Chúng ta cùng sang bài B nào. Ở bài B, các bạn sẽ viết phân số dưới dạng phân số thập phân. Vậy, để thành phân số thập phân có mẫu là 10, 100, 1.000 thì các bạn cần phải lưu ý mình phải nhân mẫu số cho bao nhiêu nhé. Ở phân số 1 phần 2, chúng ta nhân mẫu số 2 với 5. Vậy tử số chúng ta cũng nhân với 5. 1 phần 2 bằng 5 phần 10. Tương tự, 2 phần 5 bằng 4 phần 10. 3 phần 4, chúng ta sẽ nhân mẫu số với 25 để được 100. Tử số chúng ta cũng nhân với 25. Vậy 3 phần 4 bằng 75%. 6 phần 25 bằng 24%. Cô chúc mừng các bạn đã làm đúng hết bài số 1 trang 151 nhé. Cô mời các bạn sang bài số 2 trang 151. A nhỏ, viết số thập phân dưới dạng tỷ số phần trăm. Các bạn lưu ý đề bài nhé. Mời các bạn làm bài. Cùng đối chiếu với kết quả nào. 0,5 bằng 50%. 8,75 bằng 875%. Vậy các bạn thấy có bước trung gian đúng không? Từ số thập phân, các bạn hãy đổi ra phân số thập phân có mẫu số là 100, sau đó các bạn viết dưới dạng tỷ số phần trăm nhé. Ta sang câu B. Viết tỷ số phần trăm dưới dạng số thập phân. Lưu ý kỹ đề bài nha các bạn. Ở trường hợp này, từ tỷ số phần trăm, các bạn sẽ viết dưới dạng phân số thập phân có mẫu số là 100, sau đó các bạn chuyển thành số thập phân. Các bạn có đáp án rồi đúng không? 5% bằng 0,05. 625% bằng 6,25. Cô chúc mừng các bạn đã hoàn thành đúng bài số 2 trang 151. Chúng ta vừa trải qua hai hoạt động. Cô mời các bạn đến với hoạt động 3, ôn tập viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân. Cô mời các em xem bài 4A trang 151 ở phía trên. Viết số sau dưới dạng số thập phân. Mời các bạn lưu ý đề bài. Các bạn làm bài và đối chiếu với đáp án. 3 phần 10 bằng 0,3. 3% bằng 0,03. 4,25% bằng 4,25. 2.002 phần nghìn bằng 2,002. Các em vừa chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân. Tiếp theo, cô mời các em sang bài 3, trang 151. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.
Sau khi các em làm xong bài, hãy đối chiếu với đáp án của cô nhé. Cô nhắc lại các bạn, viết phân số dưới dạng số thập phân có hai cách làm như sau. Cách 1, từ phân số, các bạn viết dưới dạng phân số thập phân, sau đó chuyển thành số thập phân. Cách 2, từ phân số, các bạn lấy tử số, chia mẫu số và thương chính là kết quả. Đáp án bài A, 3/4 giờ bằng 0,75 giờ. 1/4 phút bằng 0,25 phút. B, 3/10 km bằng 0,3 km. 2/5 kg bằng 0,4 kg. Cô chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt bài số 3, trang 151. Trải qua 3 hoạt động, các em đều nhớ lại các kiến thức cũ rồi đúng không? Mời các bạn sang hoạt động 4, ôn tập so sánh số thập phân. Bạn nào còn nhớ cách so sánh hai số thập phân nhỉ? Khi hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, thì các em so sánh phần nguyên nào lớn hơn thì số thập phân đó lớn hơn. Khi phần nguyên bằng nhau, chúng ta sẽ so sánh phần thập phân. Nếu phần thập phân bằng nhau, thì hai số thập phân bằng nhau. Nếu phần thập phân khác nhau, chúng ta tiếp tục so sánh bắt đầu từ hàng phần 10, phần trăm, phần nghìn, vân vân. Chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số thập phân đó lớn hơn. Dựa vào kiến thức ôn tập này, cô mời các bạn đến với bài tập. Cô mời các em làm bài 5, trang 151, ở phía trên, điền dấu bé, lớn, bằng. Mời các bạn làm bài vào vở. Cùng đối chiếu với đáp án nào. 78,6 lớn hơn 78,59. 9,478 bé hơn 9,48. 28,300 bằng 28,3. 0,916 lớn hơn 0,906. Cô chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt bài điền dấu nhé. Cô mời các em làm bài 4, trang 151 ở bên dưới vào vở. Viết các số đo sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Các em nhớ lưu ý kỹ là viết từ bé đến lớn. Đáp án của các em đã có chưa nào? Bài A, 4,203, 4,23, 4,5, 4,505. Bài B, 69,78, 69,8, 71,2. 72,1. Cô chúc mừng các bạn làm đúng bài 4, trang 151 nhé. Các em thân mến, ở nhà các em cần ôn lại kiến thức liên quan đến số thập phân để làm bài luôn luôn đúng nhé. Các em xem trước bài ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng, sách giáo khoa, trang 152-153. Các em thân mến, các em vừa trải qua 4 hoạt động ôn tập về số thập phân. Cô chúc các em luôn ghi nhớ được các kiến thức đã học và chúc các em luôn chăm ngoan học tốt. Cô chào tạm biệt các em.